Hay tin Long Nón Lá không may mắc bệnh hiểm nghèo, huấn luyện viên Thái Vi Di cùng các học trò khác của mình tại Giáp Việt mùa 3 đã có hành động khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Tin tức về việc Long Nón Lá bị ung thư hiện đang bước vào đợt hóa trị thứ 3 khiến cộng đồng Việt Giáp xôn xao những ngày qua. Rất nhiều những lời nhắn nhủ từ các anh em, đồng nghiệp và người hâm mộ đã được gửi đến để cầu chúc nam rapper chóng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Mới đây, Long Nón Lá đã chia sẻ một tin nhắn đặc biệt ấm lòng đến từ huấn luyện viên của mình tại Giáp Việt mùa 3, Thái Vi Di. Cụ thể, trong group chat chung của team trên FB, Thái Vi Di đã gửi một bức ảnh Long Nón Lá trình diễn với chiếc đầu cạo chọc tóc do phải hóa trị. Kèm theo lời nhắn, nếu mọi người có thể thay đổi ảnh đại diện để gửi đến Long tình yêu và sự ủng hộ của chúng ta, anh sẽ rất cảm kích. Hưởng ứng thông điệp đưa ra, đích thân nam huấn luyện viên đã làm gương thay ảnh đại diện bằng hình của cậu học trò đầu tiên. Sau đó là các rapper Melodic, Juno, Big Boy, Tội đều đồng loạt làm tương tự. Trước hành động yêu thương của đàn anh và đồng đội tại Giáp Việt, Long Nón Lá bày tỏ sự xúc động của mình. Giữa đêm Papa Thái lại làm em xúc động nữa rồi, cảm ơn anh Thái và những anh em trong team Thái Vi Di đã ủng hộ và luôn bên cạnh em, yêu tất cả mọi người ạ. Cách đây vài ngày, trong một sự kiện, Long Nón Lá bất ngờ thông báo bản thân đang bị ung thư và trong quá trình hóa trị. Chia sẻ với truyền thông, nam rapper cho biết phát hiện bệnh hiểm nghèo vào thời điểm cuối năm ngoái. Thời điểm ấy, anh chàng cảm thấy mệt trong người sau đó đi khám tổng quát và phát hiện ra bệnh, may mắn là chỉ đang ở giai đoạn đầu. Cụ thể hơn, Long Nón Lá cho hay bác sĩ phát hiện hạch ác tính ở bụng của anh nên buộc phải hóa trị để làm cho teo lại và mổ lấy ra. Nam rapper cho biết bản thân bị rụng tóc, rụng cả chân mày. Về tình hình sức khỏe hiện tại, anh vẫn khá ổn và đang trong quá trình hóa trị, cải thiện sức khỏe với các đợt thuốc. Bác sĩ cũng khuyên Long Nón Lá giữ vững tinh thần lạc quan tốt để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Gần nhất, rapper 24 tuổi phải nhập viện cho đợt hóa trị thứ 3. Long Nón Lá sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai chị em ở miền quê sông nước Bạc Liêu. Năm 10 tuổi, ba anh qua đời, về sau chị gái đi lấy chồng nên nhà chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Vì vậy, chàng trai trẻ luôn muốn dành phần lớn thời gian chăm sóc và giúp đỡ mẹ vì sức khỏe của bà không được tốt. Sau khi học xong cấp 3, anh chàng này từng xung phong đảm nhận công việc phó ấp. Nhiều người cho rằng đây là công việc không có tiền đồ, không tạo được kinh tế nhưng bạn trẻ luôn tin không có công việc nào là kém giá trị. Đến khi quyết định chuyên tâm làm nhạc, Long Nón Lá mới nghỉ công việc này. Anh chàng nhận về nhiều sự chú ý của bà con làng xóm ngay từ khi mới ra mắt ca khúc đầu tiên, đi chợ thôi cũng trở thành tâm điểm cho mọi người. Trên mạng xã hội, nam rapper cũng khá nổi tiếng khi là chủ nhân của nhiều bài hát hàng chục triệu view ở nền tảng YouTube, được giới trẻ ưa chuộng như Hoàng Hoa Ký, Lệ Duyên Tình, Tương Phùng, Hành Lang Cũ. Với chất giọng đặc biệt, Long Nón Lá từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi xuất hiện tại Thách Thức Danh Hài, Sàn Đấu Ca Từ và Rap Việt. Khi được nhiều người biết đến, Long Nón Lá vẫn quyết định sống ở quê, không chuyển hẳn lên thành phố. Trong một chia sẻ vào năm 2023, nam ca sĩ cho biết mỗi ngày thường có hai công việc chính là phụ giúp gia đình làm việc ở Vuông Tôm và sáng tác nhạc.